Kết thúc giai đoạn tập luyện tại Bangkok, sáng ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển tới Buriram để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, gặp đối thủ UAE. Quá trình di chuyển của đội tuyển U23 Việt Nam diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi, từ điểm xuất phát cho đến nơi đóng quân tại Buriram. Trước đó, để giúp các cầu thủ dễ dàng hơn trong việc di chuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã bố trí, sắp xếp vận chuyển toàn bộ hành lý bằng đường bộ từ đêm ngày 5 tháng 1. Các cầu thủ chỉ cần mang theo ba lô đựng đồ cá nhân gọn nhẹ cho chuyến bay kéo dài chưa đầy 1 tiếng đồng hồ từ Bangkok đến Buriram. Tại Buriram, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được ban tổ chức địa phương đón tiếp khá chu đáo và nhiệt tình. U23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ở tại Amory Hotel. Đây là khách sạn 4 sao nằm trong tổ hợp Chang Arena của Buriram United. Khách sạn này chỉ cách sân tập và sân thi đấu chính khoảng 300m, nên rất thuận tiện cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, cơ sở vật chất dù không quá sang trọng, nhưng nhìn chung đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của ban huấn luyện. Chiều cùng ngày, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Buriram, chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, gặp đội tuyển U23 UAE vào ngày 10 tháng 2. Cầu thủ Chris Sada Kaman khẳng định U23 Thái Lan đang tiến bộ dưới tay huấn luyện viên Akira Nishino và sẽ thể hiện bộ mặt rất khác tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Chúng tôi ngày một chơi tốt hơn và đang dần hoàn thiện lối chơi. Các cầu thủ giờ đã biết cách chơi theo nhóm, cầm bóng và triển khai lối chơi của toàn đội. Đó chính là điều mà huấn luyện viên Akira Nishino yêu cầu chúng tôi phải thực hiện sau SEA Games 30. Tại SEA Games, chúng tôi gặp vấn đề trong khâu phòng ngự. Những đường lên bóng còn chậm, thiếu tốc độ và đột biến trong khi các cầu thủ lại hay dễ dàng để mất bóng, qua đó khiến đội nhà thường xuyên dính đòn hồi mã thương. Huấn luyện viên đã chấn chỉnh rất nhiều vấn đề này và toàn đội giờ đây đã chơi thành một khối gắn kết. Với các tiền vệ, huấn luyện viên Nishino yêu cầu chúng tôi vào bóng nhanh hơn thay vì chờ đợi như trước. Sự chắc chắn và quyết liệt được đưa lên hàng đầu, bởi chúng tôi là những tiền vệ. Toàn đội đang ngày một chơi tốt hơn và U23 Thái Lan sẽ rất khác so với SEA Games 30, Chris Sada Kaman cho hay. Trong bài điểm mặt các đội bóng bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho biết UAE trình làng thế hệ cầu thủ tài năng mới với khát khao tái lập thành tích giành vé Olympic 2012 của đàn Anh và muốn tiến sâu hơn mùa 2013-2016 cùng vào tới tứ kết. UAE mang nhiều kinh nghiệm đến Thái Lan, Khalifa Al-Hamadi, Ali Saleh và Yassim Youghoub đều là những thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022. Trong khi những tài năng khác như Mohamed Ad Antat và Abdullah Ramadan đã trải nghiệm rất nhiều trước khi lên tuyển, bên cạnh sự dày dặn của thủ môn Mohamed Al Samsi, câu lạc bộ Al Qadar tại AFC Champions League, huấn luyện viên Maciej Skoza cũng không mong muốn bỏ lỡ cơ hội nhắm đến mục tiêu tiến xa ở Thái Lan khi sở hữu một trong những đội hình giàu kinh nghiệm nhất ở giải đấu. AFC bình luận, bên cạnh đó thủ môn số 1 của U23 UAE, Mohamed Al Samsi đánh giá bản D sẽ là bản đấu khó khăn vì các đội đều không dễ chơi chút nào. Trận đấu đầu tiên với U23 Việt Nam sẽ rất quan trọng vì nó sẽ tác động tới sự tự tin của chúng tôi ở những trận kế tiếp. U23 UAE cần làm hết sức để đạt được kết quả tích cực.